Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà món mướp xào mà mình hay nấu nha. Thì cái món mướp xào này là mình nấu, hôm nay là mình không có đổ nước. Thì nếu mà các bạn nấu mà mình cảm thấy nó khô quá thì mình có thể thêm một ít nước cho dễ nấu cũng được. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ nấu cái cách mà mình không có đổ nước á. Thì mình sẽ mua, hôm nay là mình nấu là 4 quả mướp. Mướp mình mua về thì mình sẽ gọt vỏ, sau đó là mình sẽ đi rửa sạch và mình sẽ cắt theo từng miếng. Tùy các bạn, có thể các bạn cắt miếng tròn, từng thân tròn hoặc là miếng dài, tùy sở thích của mình thích ăn sao thì mình sắc vậy nha. Nhưng mà thường là mướp xào thì mình sẽ sắc miếng dày dày để cho khi mà mình xào thì cái miếng mướp của mình nó vẫn còn cứng á, để nó không có bị mềm nhiều. Thì ở đây là mình cắt theo kiểu cục cục như vậy ha. Còn lại là tùy các bạn thích cắt sao thì cắt, miễn sao nói chung là mình thích theo cái sở thích của mình là được. Ở đây là mình có đầu hành ha, nếu các bạn không thích hành thì các bạn có thể dùng tỏi cũng được, hoặc baro, hoặc là hành tím, tùy nha. Còn ở đây mình có ít hành lá, mình cắt dài dài để một lát mình xào mướp xong thì mình sẽ bỏ vô thêm cho nó thơm. Rồi mình cho nồi lên bếp và mình sẽ cho vào đây là một ít dầu ăn, không cần nhiều đâu ha mọi người ha, cỡ một muỗng hoặc là ít hơn một muỗng canh dầu ăn là được. Sau đó là mình sẽ cho đầu hành vô mình phi thơm, phi sơ sơ, nó sẽ có, mình nghe nó dậy mùi là được ha. Rồi sau đó là mình sẽ cho mướp vào. Cái lúc mà mình cho mướp vào xong thì lúc này mình giảm lửa nhỏ lại nha mọi người, bởi vì nếu mà lửa lớn quá thì nó sẽ làm mình gọi là cháy xích đít đó, xích cái đít son. Thành ra là mình sẽ giảm lửa nhỏ lại thôi. Rồi sau đó là mình sẽ đậy nắp lại. Do là mình không có đổ nước cho nên là mình vừa phải về giảm lửa nhỏ để nó không có bị cháy ở dưới đít nồi, và mình lắc như vậy thì mình lại thấy nó dễ hơn là dùng đũa để mà đảo. Còn cái này thì tùy các bạn nha, các bạn cũng có thể dùng cây đũa để mà mình trộn đều nước cũng được. Sau đó là mình sẽ cho thêm một ít muối với lại bột ngọt, các bạn cũng có thể cho thêm muối hoặc ngọt nêm. Muối thì các bạn cho ít thôi, một ít xíu muối thôi. Thực ra là cái nước này nó ra nước nó cũng rất là ngọt, nên các bạn chỉ cần cho một ít nước thôi thì cái món ăn của mình nó sẽ ngọt hơn. Nếu mà các bạn không đổ nước thì thường là các bạn dùng đũa đảo nó sẽ bị dính, nó sẽ bị rít á. Cho nên là thường là mình bưng nguyên cái son mình xóc như vậy thì mình thấy nó dễ hơn, nó trơn tru hơn. Rồi đây là một tầm khoảng 5 phút tới 7 phút các bạn đậy nắp như vậy thì cái mướp của mình nó sẽ có, nó chín dần và nó sẽ có ra nước. Nước này chỉ hoàn toàn là từ trong mướp ra thôi nha mọi người, không phải là nước từ ngoài mình đổ vô. Cho nên lúc này là mình trộn, lúc này là có nước rồi thì mình trộn nó sẽ dễ hơn. Các bạn muốn ăn chín thì các bạn có thể đậy nắp đợi thêm khoảng là 2 phút 3 phút nữa. Rồi mọi người có thể là thêm ít tiêu cho nó thơm. Sau đó là mình sẽ thêm luôn hành lá. Rồi như vậy là mình tắt bếp được rồi ha. Mình tắt bếp, sau đó là mình trộn đều lên. Rồi như vậy là mình đã có thể là múc ra ăn được rồi. Cái này thì mình ăn nóng thì nó, mướp của mình nó sẽ vẫn còn giòn giòn, và đặc biệt là nó sẽ còn mùi thơm rất là thơm. Còn nếu các bạn để nguội thì cái mướp của mình nó xèo lại á, nó sẽ không còn giòn nữa. Rồi bây giờ mình múc ra ăn thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy thích video thì nhớ like và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Cảm ơn tất cả mọi người.